trong cuộc đời này không có mấy ai tránh khỏi cái cảnh mà khi lên voi khi xuống chó. Có một dịp Vân Sơn và anh Việt Thảo về cái Florida này đi làm cái phần phim tài liệu mà quý vị vừa xem hồi nãy đó, thì Vân Sơn và Việt Thảo có nhìn thấy được một cái cảnh của một người tại vùng Miami xuống chó. Kính thưa quý vị, khi Vân Sơn và anh Việt Thảo đến cái vườn khổ qua của anh Chính Kiết rộng hơn 40 mẫu, anh Chính Kiết đã dắt Vân Sơn và Việt Thảo đi thăm vườn hữu hoa của anh, gương mặt tươi tắn, tại vì lúc đó là dây hữu hoa đang sinh tốt, trái hữu hoa đang cứng bự chuẩn bị thu hoạch, anh nghĩ là sắp lên voi rồi. Không ngờ cơn bão phay nó thổi một cái vèo, một đêm không còn một cái lá. Lúc đó anh Chính không phải là xuống chó nữa, mà bò xuống đất lụm từng trái hữu hoa lên. Trời ơi, mất con hết 100.000 rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ mời quý vị hướng về sân khấu để theo dõi một vở hài kịch của những người đã từng lên voi mà bây giờ đang xuống chó, với các danh hài Lê Huỳnh và Kiều Quân. Xe nhiều quá. Con quỷ, mày muốn chết hả mày? Băng qua đường gì nhìn chân trời vậy? Không may là tao là tay lấy lụa nghe. Chứ thôi văn mẹ xuống cầu uống nước thấy bà nội tao rồi. Trời ơi, con này chắc là Nguyễn Thị Lan hay là Trần Thị Lách gì nè. Thôi thôi, xe nhiều quá em ơi, chạy vô giùm anh đi, nó cán anh lòi ruột giờ á. Bây giờ con khổ lắm, gia đình con thì khổ sở lắm. Con sinh ra mà là một cô gái quá đẹp mà phải đi bán vé số, con cũng tủi lắm chứ. Con nói thiệt, ai cũng muốn coi như mình đi mua bán hạt sàn hay là đi bán vàng, chứ đâu có muốn bán vé số đâu. Mà tại vì khổ quá, cô bác mua giùm con đây. Xin mời cô bác nào đi qua mua giúp con để con đây có tiền. Vì cha con đuổi mù lại con đau yếu, lòng con không quên bao ơn sâu nghĩa nặng của ông bà cho con. Con nguyện đáp đền kiếp sau. Vỗ tay rồi lát nhớ mua. Không phải giỡn đâu, vỗ cả rạp chuyến này con bán mấy chục cọc vậy luôn. Tội nghiệp lắm, tại biết sao mà con nói con năn nỉ không, tội nghiệp cha con lắm. Nhìn cha con thấy thương, nhìn cha con thương hơn luôn á. Ổng mù tội lắm, mù mà cha này sốc hàng lắm, đứng coi ta đánh cờ tướng mới ghê chứ. Ghê vậy đó, giống như là kiếm sĩ mù nghe gió kiếm vậy đó. Chết mẹ, chết cha, cha tôi đâu rồi trời. Tôi chết rồi trời ơi, bị sợ lạc, bữa nay nói cái sợi dây dài quá. Tôi còn đứng bên đây, ổng ở ngã tư bên kia, chết mẹ. Trời ơi ba ơi, con xin lỗi, bị hai cha con nó dính với nhau rồi sợ lạc. Ổng ưa đi bậy lắm, nó đi cái ghé lại coi chơi. Còn nhiều khi sốc hàng lắm, ghé lại nó bữa nay tôi con giá vàng có lên hay xuống. Trời ơi, cái gốm à, tiền không có mà coi vàng sốc hàng. Ba ơi, đèn xanh rồi, ba qua nha. Ê thằng kia trách ba ta mãi. Con ơi con nhỏ dại, cha tật nguyền đuôi tôi, dắt dìu nhau qua muôn lối đô thành.
Một buổi chiều mưa lạnh thấu cầm viên, đèn hiu hắt bắt đầu soi trên phố vắng. Con ơi mưa chiều nay chắc không bao giờ tạnh, cũng như đời của cha con ta cứ mãi lầm than lận đận trong nhịp sống ở quay. Tật nguyền đành sống cảnh gian truân, con đầu xanh nên nào có tội tình gì, cớ sao trời còn mưa gió triền miên để con chịu cảnh lầm than qua nỗi buồn nhân thế. Cha ơi, con không có sao hết á, cha đừng có lo cho con. Miễn mà cha mạnh khỏe, cha sống hoài với con, hai cha con mình sẽ đi hết ngã tư này đến ngã tư khác. Miễn là có cha bên cạnh hoài là con vui rồi, cha hứa nha cha. Con ơi, cha biết con không chịu nổi cảnh trời đông giá lạnh, nên ngồi rung rung bên cạnh cha già. Con ơi, con đừng khóc nữa, con khóc nữa làm chi cho suối lệ chan hòa. Chiếc áo mong manh suốt mấy ngày sương gió, nay đã bạc màu bởi sớm nắng chiều mưa. Phố đã vắng người qua kẻ lại, buồn sao là buồn đô thị chiều nay. Trong thảo cầm viên chỉ còn sót lại hai kẻ lạc loài, đầu bạc với đầu xanh. Cha ơi, cha mà hát vậy con nói thiệt với cha hả, hát kiểu này hoài đi là cha diệt thảo cha khỏi làm MC luôn á. Thiệt á, bảo đảm cha gặp cha là cha đầu quân, cha xin làm sư phụ dạy hát luôn á, con nói thiệt á. Con á, đừng có coi thường cha nghe. Dạ đâu dám. Hồi lúc trẻ đó, dạ, tao chuyên môn hát giai chánh không à nghe. Dạ, ủa giai chánh hả? Ui ghê vậy, trong tuần nào? Con có biết cái tuần mùa thu trên Bạch Mã Sơn không? À dạ nhớ, cha đóng gì trong đó? Cha đóng vai Bạch Mã. Trời ơi, ghê ghê, Bạch Mã là đóng Bạch Mã hoàng tử hả? Không. Chứ gì? Bạch Mã thôi. Bạch Mã thôi là gì? Bạch Mã là ngựa. Trời ơi, đừng ngựa, ngựa sao đóng dây chắn nữa. Trời đất ơi, con ngựa phải để cho hoàng tử cởi không? Tao mà không đóng vai con ngựa, hoàng tử có ngựa đâu không cởi. Không có tao là cái tù nó khỏi hát với con. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không có con ngựa ba cởi ra nó lấy gì, không lẽ nó lấy xích lô của cha Dân Sơn nãy nó cởi. Công nhận á nha, mà công nhận á cha, công nhận cha coi như cha làm con bất ngờ lắm á nha. Nè con à. Dạ. Nói đó. Dạ. Vé số bữa nay bán được không con? Dạ bữa nay hơi ế. Không sao vậy? Không biết nữa, thì mấy bữa ba không có hát, tự nhiên nay nổi hứng hát, cái ai đi ngang cũng trời môi lắc đầu bỏ đi đâu ạ. Ý con nói là ba hát dở đó phải không? Dạ đâu có, con đâu có nói ba hát dở đâu, ba hát không có được hay thôi. Ý không, hát hơi chút tệ hay thôi dạ. Mà ba ơi, con nghĩ hoài không ra nha, con nghĩ gia đình mình ba đời theo nghề hát phải không? Đúng rồi. Ông nội hát cũng hay nè. Đúng vậy. Con hát cũng được nè. Số 1. Sao cái đời giữa hát cái ghê quá vậy? Cái giọng ba nó rung mà nó rung kỳ lắm. Nó rung hay là hồi đó ba luyện thanh trong tủ lạnh là nó rung tới bây giờ. Lạnh quá nó rung phải không? Bà con thấy chưa? Cái thời buổi ngày nay con cái á, nó chê ba nó trước mặt mọi người vậy đó. Không có đâu mà. Phải rồi. Dạ. Tôi biết tôi hát dở lắm. Đâu có. Tôi biết cái giọng ca của tôi rung lắm. Nhưng mà cái rung đó nó mới kiếm được đồng tiền để mua từng bát gạo nuôi con từ thở lọt lòng mẹ lớn khôn cho tới bây giờ đó cô. Sao mà con giỡn chơi, con chọc ba chút xíu cho đỡ nhọc nhằn cha con mình quên đi cái khổ hàng ngày thôi. Chứ con nói thiệt á hả, không có ai hát qua ba hết trơn á. Không lẽ bây giờ mà con ái mộ ba mà con xin chữ ký tại chỗ đây thì ta mới còn nịnh ba thiệt á. Không lẽ giờ xin chụp hình chung lưu niệm chứ thiệt á. Chứ con chấp
công ty Na tình luôn á. Hồi nãy công ty Na nó quay vậy phải không? Trời ơi, ba không cần quay. Không, ba ra ba chơi có mấy câu thôi là chết người liền, không phải giỡn chơi đâu á. Ba nói ba nghe nè, thôi ba mệt rồi, hồi sáng tới giờ ba đi nhiều lắm, ba ngồi xuống đây đi. Nè ba ngồi đây, cái con chạy qua bên kia, con mua cho ba chai nước suối. Ba ngồi đây đi, đây nè, cái con mua cho ba chai nước suối. Ba uống cho cái giọng nó thanh bớt đi. Lỡ ba có nội hứng ba hát nó hay hay chúng ta mua. Chứ ba hát dở người ta không mua nguyên cọc này. Chiều nay con giòn thấy bà nội con luôn, tội nghiệp con nha. Con đi nha. Nè, cẩn thận nha con, có chừng xe cộ. Dạ con biết rồi, con đi nha cha. Con quỷ kia đứng lại. Tao truyền đời bảo kiếp cho con ranh đầu nhỏ đít to. Mày chui ở xó nào ra, mày mò ở hang nào tới mà mày dám tranh giành địa bàn làm ăn của ông. Mày khôn hồn thì cút xéo không thôi. Ông lôi công tần cố tổ thổ địa thổ thần nhà mày ra, ông đào ông bới lên, ông xúc xuống sông, ông dông ra biển nha mày. Hồi nào tới giờ nghe ta hát hơi dài, đâu có nghe ai chửi hơi dài như thằng này đâu trời. Mẹ bà quỷ này chắc nó không phải người thường đâu, chắc ma xuất hiện hay sao nè. Thằng này hôm qua chắc nó cũng chơi mấy chục viên hay sao mà nó lắc đều dữ vậy nè. Ai vậy con? Cái thằng khùng nào nó chửi thằng điên kia rồi nó đi ra như thằng quỷ dịch nào ai biết, không có dính líu gì với cha con ăn bệnh trơn á. Ai nói là không dính líu tới hai cha con cô? Ủa tự nhiên dính líu, ủa nói vậy từ nãy bên trong anh chửi là anh chửi tôi á hả? Chứ ai, nghèo mà bà đặt điếc. Ủa trời đất ơi. Ê anh kia, tôi nói thiệt với anh nha, tôi với ba tôi không có dính dáng gì tới anh, không có quen biết, tự nhiên anh chửi tôi làm sao, anh là ai? Là ai hả? Truyền hồn báo danh cho cô biết. Tăng ta đang tàn. Tăng ta. Trời ơi. Homeless USA. Trời ơi. Trời ơi. Làm sao? Ăn xin kiểu Mỹ. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Sao? Tôi nói cho cô nghe. Vụ gì? Nhìn hai cho con cô kìa. Sao? Thôi ơi, thời buổi này mà cầm cái đờn cò rồi kéo ò e ọ ẹ rồi ca giọng cổ bằng tiếng Việt, trời ơi làm sao kiếm tiền được. Bây giờ tôi nói cho hai cha cô con cô nghe nè. Sao? Muốn kiếm tiền thì phải chơi cao một chút. Chơi cao là đánh vào lòng thương hại của người ta, người ta mới cho tiền mình nhiều. Đâu chơi sao? Bây giờ chơi kiểu này nè. Đâu kiểu nào? Phải có đồ chơi mới được. Đồ chơi gì mà vuông vứt hả? Đây nè, thấy chưa? Cái gì? Trời ơi! Trời ơi, chết cha, cây hàng của nó dài hơn cây hàng của ba luôn. Con! Trời ơi, cây của ba con khúc bà con nữa đó à ba ơi! Con! Dạ? Con nói cây gì? Ý chứ mẹ lộn cây đàn, trời ơi lộn. Quên nó cây hàng, hết hồn con xin lỗi. Bị nó đưa ra con hết hồn, nó nhọn quá à. Cây đàn mà nó nói cây hàng, tôi tưởng ông già có cây súng dài, tôi tính bỏ chạy rồi. Trời. Tôi phải rà bắt sống rồi mới đờn nổi nè. Rồi có sống rồi. Làm gì với cây đàn này? Làm gì với cây đàn này hả? Bây giờ cô tôi biểu diễn nè. Đâu? Làm coi. Ủa? Trời ơi. Con đứa làm ghê quá ba ơi. Mày xác định mày qua đâu đi? Mệt quá à. Ai đang đi qua trước mắt tôi cho tôi tiền xài cái coi. Trời ơi. Xin cho luôn viên thuốc phê đi. Trời ơi. Đưa luôn giấy bạc để đốt. Trời ơi. Trong tôi bao nhiêu là thứ đam mê, casino rượu chè gái ghiếc. Tôi đây nổi tiếng ăn chơi nha, không cần làm mà có tiền chơi mới ghê. Ăn chơi đi. Nó say tang 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 tang
Quẩy. Trời ơi, đáng lẽ tôi không có chết mà cô đè của bố cổ tôi vậy, tôi gạt nổ tôi chết bây giờ á. Xin lỗi nha, bị tôi cố tình tôi chơi anh á. Con này như đứa nhỏ nè, nó nhào người tôi, nó ngồi cái tự nhiên tôi cứng gắt à. Xin lỗi anh, bị tôi muốn cứu anh mà tôi quên tôi phóng vô cái anh nín thở luôn phải không? Ừ. Bị tôi thấy anh giật kinh phong quá, tôi sợ anh té thiệt. À tôi hiểu rồi, ý là cha biết làm sao không? À. Ông này ổng nói là ổng hát cái kiểu Mỹ vậy đó, hát vậy để cho nó lạ chứ không phải như cha con mà mình mà cầm cái đàn tỉ tê vậy biết không? Với lại anh đang hát cái anh giật kinh phong tạc 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 cái mọi người tưởng anh trúng gió cái nhào vô cho tiền có trúng vậy không? Trời ơi, ở đời phải gạt người ta chút đỉnh chứ. Mà đừng hại người ta nhiều là được rồi. Trời ơi, gạt chịu hại ta có chịu tội không? Thằng này chắc lương tâm nó cũng còn cái răng nó cắn thành ra bây giờ nó lứt. Trời ơi, gạt mà miễn được hại ta. Trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe, anh làm rồi, anh á là xin ăn, còn cha con tôi á là đi bán vé số để mà kiếm sống chứ không có phải xin ăn. Anh không đọc ba tôi hả nè, đọc đi, đọc kỹ đi, đọc đi cưng. Bán nghệ bán thân. Ông nội hồi nuôi sao có chữ không nè ông nội. Trời. Bán nghệ không bán thân, nghĩ sao ba tôi gì bán thân ai mua mày. Ừ, đúng rồi. Dạ, nhìn ông này hả? Nhìn cái thân ông về ai mua bán thân. Tôi nói cho anh nghe, chứ không phải như ai kia. Mặc dù cha con tôi kiếm từng đồng bạc cắt lẻ cực khổ lắm, muốn người ta mua cũng phải năn nỉ người ta dữ lắm, thứ đều muốn quỳ xuống lại người ta mới mua cho mình. Nhưng mà tôi rất là hạnh diện với sức lao động của tôi, chứ không phải như ai kia mà ta nói coi như nguyên vẹn lành lặn tay chân. Mà con người mà chỉ biết sống vào lòng thương hại người ta, chỉ có biết là coi như lợi dụng người khác và lợi dụng cái lòng tốt của người ta, ta đã tìm mai mốt được cũng chết bởi chết bụi là coi như cô làm ơn chỉ cái kim chỉ nam của ông già mù giùm tôi đi. Trời ơi, tôi biết con mỉa mai con chửi tôi chứ vậy. Sao? Tôi kệ nó. Miễn sao ăn xin mà có tiền nhiều, ăn sung mặc sướng á, hưởng thụ là ai chửi kệ à. Thấy chưa ba, ba thấy việc ghê gớm chứ, bởi con người vậy, sống vậy đó ba, thấy chưa ba. Bây giờ anh muốn gì nữa, bây giờ anh nói đi, anh nói hết những cái chiêu của anh cho tôi nghe. Trời ơi, bây giờ tôi nói với con với bác nghe. Vậy? Ăn xin kiểu bác với cô hồi xưa rồi. Trời ơi, vậy? Đúng bác nghe nè, bây giờ nè, tôi thấy bác mù nha. Tôi mới chỉ chiêu độc này à. Trời. Chứ gặp mấy sáng mắt tôi giấu mẹ nó luôn rồi. Đâu chiêu gì nữa đâu cho. Đây nè, nói bác nghe. Vậy? Bây giờ Việt Nam mình á, không còn quốc ra vô nùng nữa bà. Thấy không? Thay vì bác hát cải lương bằng tiếng Việt Nam thì giờ bác hát bằng tiếng ngoại quốc đi. Tiếng ngoại quốc nó hiểu, nó cho tiền đô mình xài phải nhiều hơn không? Đâu, hát là sao? Hát sao? Trời ơi, con nói bác nghe, bác muốn hát gì bác hát. Bây giờ con chỉ bác hát gì bác hát. Con hát lại tiếng ngoại quốc, con dạy cho bác hát để bác kiếm tiền. Hát gì hát không? Hát gì hát. Ba kiếm bài nào khó châu cho nó cứng họng cho. Có biết cái bài Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà không? Đúng rồi, bài đó đi. Trời ơi, cô nói bác à, bác muốn hát võ xe hư ra là bạch sạch tạng gì bác hát. Hát nghĩ sao hát tiếng Việt, con dịch lại tiếng Anh cho bác. Hát không? Trong trường của nó rừng ra hay sao? Hát gì hát không? Hát đi. Câu đầu tiên là con. Dạ. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Rồi, mày dịch đi. Dịch đi. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Biên cương là border. Lá rơi lá là leaf. Rơi xuống dưới là down. Lá rơi là leaf down. Rồi bác hát lại một câu đi, cô hát lại tiếng Anh cho bác nghe nè. Rồi. Hát lại á. Hát đi. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Yeah. Border lý down Thu Hà hay du. Thấy chưa? Dữ lắm à. Hát còn câu nào không? Hát đi. Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Dịch đi. Dài mịt mùng em không đến nơi. Đường dài có nghĩa là long way. Mịt mù có nghĩa mịt mù không thấy đường. Không thấy là can see. Em không đến nơi là you don't come here. Rồi bác hát đi, con hát lại cho bác nghe nè. Hát đi. Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Long way can see you don't come here. Thấy chưa? Còn câu nào không? Mây nước buồn cơn lửa binh. Mây nước buồn cơn lửa binh. Mây là cloud. Nước là water. Buồn là sét. Cơn lửa binh. Cơn lửa binh. Cơn lửa binh có nghĩa là chiến tranh. Chiến tranh là the war. Rồi bác hát đi, cô hát bác nghe. Mây nước buồn cơn lửa binh. Cloud water set the war. Thấy chưa? Tiếp. Tiếp. Còn nữa không? Sót
thương chuyện chúng mình. Trời ơi, câu này ý gì, khỏi dịch luôn. Xót thương chuyện chúng mình phải không? À. Telling our story. Thấy chưa? Con nào, con nào đó? Còn con chó. Con chó nè, chờ đi, con chơi cho bác nghe. Khóc than riêng em một mình. Đó, thì còn. Khóc than riêng em một mình. Khóc than có nghĩa là crying. Riêng em có nghĩa là yourself. Một mình, một là one. Mình là cái mình body. Đó rồi. Rồi bác ăn đi, con dịch cho bác nghe. Chơi ba, chơi lại cho nguyên bài. Chơi nguyên bài luôn, nguyên bài luôn, con hát nguyên bài con nghe nè. Rồi. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Bò nơ lý đao thu hà hay du. Đường dài mình cùng em không đến nơi. Don't wait, can't see you, don't come here. Mây nước buồn cơn lứa bên. Cloud water set the war. Xót thương chuyện chúng mình. Telling out a story. Khóc than riêng em một mình. Crying yourself one body. Thấy chưa? Dữ lắm à. Thì ra ha, thì ra là như vậy. À. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đó, để già này chơi thử một đoạn coi có theo kịp cậu không nha. Được không? Chơi rồi. Chơi luôn, chơi một đoạn luôn. Nghe, ba tôi hiểu ý rồi. I who have nothing. You have everything. I'm blind. You have two eyes. I have no wife. Just only have one kid. With nothing to eat. Please help me. You buy her diamond. Yes. Me cannot buy a lemon. But believe me, money you give, you have my family to buy some rice, some fish or something to eat. I love you. God bless you and bless America. Thank you. Trời ơi trời. Trời ơi, ông già mù này ông sốc tàn quá. Trời ơi, ông mù mà ông học tiếng Anh thì dữ dội thiệt. Ông học ông hát bài I who have nothing mà ông còn chế biến cái lời anh ra nữa thì ghê quá. Rồi, chưa hết đâu con. Còn gì nữa bác? Con gái bác á, còn dữ dội hơn nữa. Trời ơi, vô đi con. Yeah. Chú, mời giùm con cái show đi chú. Chú ơi, mời giùm ủng hộ dùng kẹo siêu gom đi chú. Sáng giờ chưa bán được cái gì chú ơi. Chú ơi, gia đình con tội lắm chú ơi. Má con té trần vò, má con gãy xương sống, em con lội tay. Chị con diêm sao nào. Cái gia đình con bây giờ lật lề lội không ai nguyên vẹn hết. Trời ơi chú ơi. Bầm bồ. Mời 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 vô vui chơi con một ấm lô tô. Rồi giờ thì hôm nay giá sư thì chúc tình cô. Nhà mời mời vui 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 vui. Trời ơi, trời ơi, phải phục, trời ơi, phải phục, phải phục sư phụ với sư mẫu. Trời ơi, chết cha rồi, đụng hàng rồi, bữa nay đụng hàng rồi. Trời ơi, thứ dữ rồi. Con nói cho con biết nha. Đúng rồi. Cái chuyện đó đó, dễ lắm. Đúng. Nhưng mà cha con chúng tôi không muốn lường gạt người ta theo cái kiểu lai căng mất gốc đó đâu. Đúng. Thà rằng cha con chúng tôi từng ngày đi bán vé số để độ nhật qua ngày. Đúng. Ê, nhưng mà ăn sang lắm nha. Chơi ăn sang sao bác? Hai cha con dám chơi luôn ổ mì không á. Được không? Trời ơi, sáng dữ vậy ăn mì không nguyên ổ luôn. Không có xịt nước tương hả bác? Không. Xịt chi? Xịt chi cho nó tốn. Ăn vậy là đủ đâu. Cậu á, còn lành lặn tay chân phải không? Nó còn dạ phải luôn. Cậu á, có mắt không có mù phải không? Dạ đúng. Cậu thích ăn ngon mặc đẹp phải không? Dạ phải. Nhưng mà cậu không có tiền cho nên cậu đi lường gạt người ta mà không biết nhổ. Quá đúng. À, trời 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 trời.
Ê ông già, trời ông già nói vậy là ý sao ông già? Ý tôi muốn nói đó, cậu làm cái gì mà không sợ cha mẹ cậu xấu hổ với chòm xóm và mắc cỡ đối với ông bà tổ tiên á? Ha. Vậy? Già mù này không nhắc thì tôi mới nhớ nè. Lâu lắm rồi á tôi không gặp bà già tôi à. Đó. Đúng là cái thứ mất dạy mà. Ba má cậu ở đâu mà lâu lắm không gặp? Ba má con ở Cà Mau á. Quê nó ở Cà Mau. Cà Mau. Cậu tên gì? Con tên Cà Hước. Cà Mau. Sao không đặt cà tôi mắt luôn đi. Cà Mau, tên Cà Hước. Như vậy thì ba má cậu tên gì? Ba má con tên ông Té với bà Đao. Trời ơi. Hả? Gia đình này sốc hàng quá. Khoan, ở Cà Mau, Cà Hước, con ông Té bà Đao. Con ông bà Té đâu? Bác cũng ở Cà Mau nè. Có nhìn thấy bác không? Anh Hước. Bác kìa. Bác. Ừ. Ủa bác là ai mà con phải nhớ? Trời đất ơi trời. Trời ơi, bác là bác trôi. Vợ bác là bà nội. Bác trôi nổi nè. Trời ơi, con nhớ rồi. Bác trôi nổi có hai đứa con tên làng bền như bọc phải không? À đúng rồi. Trời ơi. Bác trời ơi. Trời ơi lâu quá mới gặp. Trời ơi con người lại gặp ở đây bác ơi. Trời ơi con nói thiệt nha. Hồi trẻ bác sống quắc à. Sao bây giờ càng già cái bác càng thấy ghê vậy? Sao mẹ nói vô duyên vậy mẹ? Thì vô duyên quá. Bác ơi. Ủa rồi con nhỏ này là quỷ nào? Nhỏ này hả? Ý trời ơi mày quên rồi. Nhớ không? Hồi nhỏ đó nó đứng ở nhà lòng chợ nó ăn cái chú chiên. Mày lại mày giật nó khóc quá trời đó. Con nhựa nè. Trời ơi Nguyễn, em nhựa đây hả? Em nhựa mà hồi nhỏ nó khóc nhựa rồi nước mắt nó mũi chảy đồng rồng rồi bây giờ lớn lên khô queo rồi hết chảy rồi hai em. Mày nha, mày nói chuyện vô duyên vừa đấy nha mày. Ê nè, nghe nói là con là người ở nước ngoài. Vậy chứ sao con ra nông nổi này? Sao dữ ghê thế ngươi vậy? Dạ không giấu gì bác. Cái kiều gì bèo gì ông nội? Dạ không giấu gì em nhựa. Bên Mỹ con cũng có việc làm, đi làm đàng hoàng, làm dữ lắm á bác, hai ba chốt lần á. Rồi con cũng có làm ra nhiều tiền, con cũng để dành tiền nhiều lắm bác. Hả? Để nhiều tiền. Có nhiều tiền lắm dạ. Hả con? Con để dành nhiều tiền lắm hả con? Dạ. Vậy tại sao con không gửi ít tiền gì cho má con bà xài? Nghe nói lúc này bà khổ lắm đó. Đúng rồi đó bác, nội tù nghiệp lắm á. Dạ con cũng định gửi. Chừng nào gửi? Dạ sắp gửi. Sắp gửi sao không gửi? Con sắp gửi mà rốt cuộc bị ta gạt hả bác ơi? Ai gạt? Gái gạt. Trời ơi. Mày nói tới gái tao bỏ tay. Bộ hồi đó ba cũng bị gạt sao ghê vậy? Trời ơi con nói con thú thật với bác, nhắc tới mấy quỷ cái này tự nhiên con hận lắm. Sao hả? Trời ơi lúc đó nó gạt xong xuôi rồi em nhựa biết không bác biết không? Buồn quá con chán nản quá con không muốn làm ăn gì nữa trơn trọi á. Rồi cái con cứ tối ngày con đi ăn nhậu rồi bê tha hút sách hưởng thụ rồi con không làm gì hết trơn bác ơi. Thì ra mày bị người ta lừa gạt quá rồi bị muốn gạt lại đi trừ đó phải không? Vậy chứ sao bác? Thôi chán nổi đi. Trời ơi con nói thiệt. Trời ơi nói thiệt em vừa ơi nói thiệt. Trời ơi nhắc tới mấy cái vụ này con nói thiệt không phải mình con bị đâu. Con còn có mấy bạn chung hoàn cảnh với con thấy tội lắm. Dạ. Trời ơi tụi nó bị rồi rốt cuộc bây giờ tụi nó phải họp nhau lại tụi nó nói một câu mà lúc nào mấy thằng này cũng nhớ suốt đời luôn không bao giờ quên câu này. Câu gì? Ở biết câu gì không? Câu gì cho tao nghe với. Nhà mình người ta ở. Con mình người ta sai. Giường mình người ta nằm. Vợ mình người ta ôm. Mà cuối tháng tiền bill mình phải trả. Con ơi nói vậy đó chứ không có phải vậy đâu. Không có phải là đàn bà con gái nào á ai cũng giống như ai đâu. Đâu phải ai cũng giống như ai. Với chị với nàng ta tốt không, đi với ông chồng không cho thấy không. Nhưng mà có một điều đó, mày á cũng bất hiếu thiệt. Đúng rồi. Đi lâu như vậy mà không biết gửi một cái lá thơ về để thăm hỏi coi má mày chết sống ra làm sao. Đúng rồi, ông này bất hiếu á. Nhưng mà thôi con ơi, bây giờ con có gửi về cũng trễ rồi. Ôi sao vậy bác? Má mày chết rồi. Trời sao con không biết hồi nào con không biết nha bác. Ôi bác ơi thú thiệt là hồi trước con có gửi thơ về. Con có định gửi tiền nhưng mà không có gửi. Con tính là để dành lại một cục bự rồi kỳ này con đem về để cho má con cất căn nhà lớn luôn. Rồi khi cái kỳ này con đi về đó thì con đem cục bự đó vô Việt Nam thì vừa mới vô xong cái ngay cái mùa cá độ đá banh đó bác. Mà bác cũng biết mà trời ơi trong người con máu me cờ bạc nó nổi lên liền. Con tính là lấy cục bự đó bắt cái kèo dưới rồi đó thành hai cục rồi cho má con xây 5 tấm luôn.
ai nhè đâu, nó lật kèo nó lên kèo trên, thua mẹ nó cục kia luôn. Trời ơi, bây giờ về đây thân tàn ma dại rồi, giờ nghe tin má con chết nữa. Trời ơi, bác ơi, con bất hiếu quá bác ơi. Trời ơi, bác ơi, bác đánh con đi, con thả thằng bất hiếu đó bác ơi, bác đánh con đi bác ơi. Đánh nó. Trời ơi, cho bác đánh con thiệt đau quá bác ơi. Tao đánh mày cho mày chừa cái tật bài bạc, đam mê rượu chè, không có hiếu với mẹ cha. Má chết rồi. Nhưng mà mày nín. Tao bẻ mày nín. Sao khóc? Má con chết rồi bác. Ai nói? Bác nói. Tao đoán vậy thôi. Trời ơi. Đoán gì? Bà lớn hơn tao mười mấy tuổi. Mà tao á, già từng tuổi này, lặt lìa lặt lội, muốn gần hết xíu quách rồi. Thì bả, tao đoán chắc bả cũng vui nhị tiền. Trời ơi, vậy tự nhiên. Trời ơi, cho vậy thôi á. Trời ơi, tự nhiên đón má tôi chết à. Trời ơi, vô nhiên vừa phải đâu nha. Có làm hủ hồn của dí à. Hủ hồn cái gì? Ở đó mà hủ hồn, không lo đi về thăm má mày đi. Đi đi, mai là nhờ ba con hù vậy anh mới sợ, mới được cái con người của anh. Bây giờ mới nhớ tới má đi về đi kìa. Sáng giờ đi xin mà chưa có đồng nào má. Không tiền phải không? Dạ. Lại đây đâu về xe. Lại đây. Lại ba tôi nói gì kìa. Lại đây. Gì bác? Tao cho. Tao. Trời ơi. Sốc hàng vậy. Sốc hàng nữa. Ông mặc áo, đừng biết phải áo không rồi đòi cho tiền tôi. Tao tưởng giàu có gì. Nhưng mà đủ tiền chia cho mày để mày đi xe về thôi. Có ông ba. Đây. Cho ba giấu tiền riêng đó. Ông ba mình nói á, lá lành đùm ra rách. Bác đâu có lành đâu. Ê. Mày im miệng. Nhựa. Dạ. Cầm con. Dạ. Nói với nó, lá rách đùm ra nát. Ông lành rách đùm nát được không mày? Trời ơi. Ba không biết rồi. Nè ba tôi kêu tôi đưa cho anh nói lá rách đùm ra nát. Tôi cũng không có đồng cắt xu nào, tôi đưa lại tôi lá nát đùm lá tả tơi. Mai mốt nhớ trả nha. Đi đi. Trời, nó làm gì vậy? Như nó khóc hay sao, thấy con thấy hai giọt nước. Nó khóc sao tao không thấy? Sao ba thấy được? Vậy thì cho tao nếm tao mới biết. Đều qua ba nếm phải nước mắt không, chừng này nó biết khóc nữa, thật ghê không? Ôi trời, nó mặn mà sao nó nhớt vậy? Dạ. Tại con miếng nước mũi trời. Mày cà chớn vừa đó mày. Hả? Chơi ba tôi à? Dạ. Con nói thiệt, nói chẳng chơi bác vậy chứ con nói thiệt, con cầm đồng tiền của bác với em nhựa đưa cho con thiệt là con hối hận lắm bác ơi. Con thấy con còn tội lỗi quá nhiều đi. Bây giờ con rất là xúc động, con cảm ơn bác, cảm ơn em nhựa. Con hứa từ nay con sẽ trở thành người đàng hoàng, đi làm lụng để sau này con có dịp con đền ơn, con trả lại số tiền này cho bác. Thôi được rồi. Được rồi, thôi mày đi đẻ lẹ đi. Đem tao tiếp tao đòi lại. Dạ, vậy con đi nha bác. Ê, đứng lại mày. Thôi à, lớn rồi, lớn rồi. Nói cho luôn chứ đòi lại kỳ lắm đó bác. Tao không đòi, tao xin. Con đâu có gì đâu bác xin con. Xin mày cho tao đi. Đi theo con chi? Đi theo mày về quê thăm má mày. Thăm má con chi? Tại tao thương bà. Trời, nói vậy là hồi lúc mà ba con mất á là bác từ lúc đó bác để ý thương thầm nhớ chọn má con phải không? Tụi mày nhỏ không có hiểu gì hết. Cái tình thương này đó, nó không phải là tình thương trai gái đâu con. Đúng rồi. Mà nó còn những cái tình thương khác mà tụi bay không có hiểu đâu. Dạ, nhiều thứ tình khác anh không có hiểu đâu. Rồi. Nhưng lúc không có anh bên cạnh kìa, ba tôi chăm sóc má anh thấy thương, thấy tội luôn. Anh biết rồi. Mà má anh chẳng. Dạ, dạ, thưa bác con hiểu rồi. Ý bác nói là ngoài những cái tình thương yêu kia thì còn có cái tình chồng sớm. Đúng. Tắt lửa tối đèn giúp đỡ lẫn nhau phải không bác? Đúng rồi. Dạ, con rất là hối hận rồi, con rất là cảm ơn tấm chân tình của bác. Con hứa là con sẽ làm một người đàng hoàng để sau này con đem hết tất cả những tình nghĩa đó, những duyên tình đó con thay vì con tặng cho bác, nhưng mà con không tặng trả ơn cho bác đâu. Sao vậy? Dạ, con đem cái ơn nghĩa đó, tất cả tình cảm đó con trao cho em nhựa. Hai em nhựa. Trời mày vô chơi em quá, mày vô ghi em, tao trả cho tao cái vô ghi em quá. Trời ơi. Trời ơi, con mới nói con to nhẹ nhẹ, trong cái nhựa nó hí lên thấy ghê quá thôi. Nói tụi ngựa đó con. Rồi bác ơi, bác giờ con nói bác nghe nè. Bây giờ vậy nè, thôi sẵn dịp đây để con đưa bác với em nhựa về quê thăm quê mình luôn nha bác. Được. Rồi bây giờ mình đi nha. Đi. Vậy là mình đi hả bác, mình về quê rồi. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm anh ơi, đi mà không khéo té như chơi. Cây me trước nhà, cây kế sau ngõ, tèo leo mà cồng kềnh.
này. Trời ơi. Rồi giờ mình đã bắt đứng đây nè, bắt vợ Chiến ra đi. Rồi chào khán giả một cái bác. Kính thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị. Có một điều đó, vấn đề không phải là diễn kịch đem nguồn vui không, mà ở đây tôi muốn nói một điều khác. Đó là Kiều Oanh sanh mới 18 ngày đã sanh được đứa con gái rồi, 18 ngày. Một cách chia sẻ chung niềm vui với tất cả mọi người. Nhưng mà điều muốn nói không phải vấn đề con gái con trai, mà cái người mẹ mới sanh đứa con 18 ngày đã vì nghệ thuật, vì nguồn vui cho mọi người, đã đứng trên sân khấu mà múa cột, leo cột đèn vậy đó. Và trong cái niềm vui đó, Việt Thảo muốn san sẻ quý vị, và chính quý vị là những người đầu tiên thấy được hình ảnh con của Kiều Oanh và Lê Quỳnh. Những người khác chưa thấy mà quý vị nhìn thấy. Đó. Cảm ơn. Lần nữa cảm ơn ta cho Lê Quỳnh và Kiều Oanh. Cảm ơn quý vị.